Dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố ngày 31 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố New York, Mỹ có mây rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản có mưa vừa, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Thủ đô Paris, Pháp có mây rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ.